Rất vui mừng chào đón quý cô bác anh chị đến với kênh Tổng hợp TV. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin gửi tới quý cô bác anh chị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Thưa quý vị, muốn biết lòng người rộng hay hẹp, cứ nhìn vào hai điểm này là rõ. Cách nhìn người được người xưa đúc kết lại qua rất nhiều xương máu. Ai biết áp dụng những việc này vào cuộc sống, người đó sẽ luôn thành công và tránh được những người, những việc cần tránh. Có câu nói, sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường. Chỉ bằng cách hiểu bản chất con người, chúng ta mới có thể tồn tại tốt hơn. Khi còn trẻ, nhiều người xem nhẹ và cảm thấy điều đó là không cần thiết. Sau khi bị cuộc đời vùi dập, bạn mới nhận ra rằng bản chất con người chính là gốc rễ của mọi mâu thuẫn trên đời này. Một miếng bánh xuất hiện, thu hút sự cạnh tranh của mọi người, và mọi người tranh nhau miếng bánh. Đây là bản chất tham lam của con người. Vì lợi ích của bản thân, họ không ngừng chèn ép người khác, thậm chí coi người khác là bàn đạp để bản thân thăng tiến. Cuộc sống là như vậy. Muốn hiểu lòng người, không cần nghe tiếng nói, chỉ cần nhìn vào hai điểm này là đủ. Thứ nhất, người đó có biết ơn người đã giúp mình hay không? Có hai từ mà mọi người đều biết nhưng họ không thể làm được đó, là nói lời cảm ơn. Khi họ gặp khó khăn, bạn có thể giúp đỡ họ, nhưng ngược lại, khi bạn gặp khó khăn, có khi họ không thể giúp đỡ bạn. Tất nhiên, với nhịp sống phát triển như vũ bão, lòng người cũng trở nên chai sạn. Không phải ai cũng đền ơn những người đã từng giúp đỡ mình. Khi bạn giúp đỡ người khác bằng lòng tốt, họ không những không biết ơn bạn mà còn ăn cháo đá bát. Đây là chuyện không phải hiếm trong xã hội hiện đại. Muốn biết người đó có tốt, có đáng để tin tưởng hay không, bạn hãy xem họ có phải là người biết đền ơn đáp nghĩa hay không. Khi tìm kiếm một người bạn đồng hành, bạn hãy tìm một người thực sự biết ơn bạn. Có vậy thì sự hy sinh, cống hiến của bạn mới có ý nghĩa. Thứ hai, thái độ của người ta khi đối mặt với lợi ích. Có một câu nói rất thực tế, là bộ mặt thật của một người chỉ lộ ra khi tranh chấp lợi ích. Một số người có thể chống lại nhau vì lợi nhuận, một số người có thể hủy hoại lương tâm vì lợi nhuận, và họ không còn quan tâm đến lợi ích cũng chỉ vì lợi nhuận. Một người có thể bộc lộ những mặt xấu nhất của bản chất con người cũng vì lợi nhuận. Có hai ông chủ, một người vì lợi nhuận mà sản xuất ra những sản phẩm chỉ chú trọng đến số lượng chứ không chú trọng đến chất lượng, mong chiếm lĩnh thị trường thông qua những sản phẩm kém chất lượng. Người còn lại thì tận tâm hơn, cho rằng chất lượng của sản phẩm là quan trọng nhất. Kết quả là sản phẩm của ông chủ đầu tiên gặp gây tai tiếng, làm hại người tiêu dùng bị chỉ trích, cuối cùng nhà máy cũng bị ảnh hưởng và phá sản. Ông chủ thứ hai vững vàng cùng doanh nghiệp của mình. Ở một góc độ khác, chữ lợi ích còn là sự phản ánh xem một người có tầm nhìn xa hay không. Nếu anh ta đánh mất lương tâm của mình chỉ vì lợi ích trước mắt, anh ta là một kẻ ngu ngốc, không có tầm nhìn. Kiên trì vì lợi ích lâu dài là hành động nhìn xa trông rộng và nhân văn. Thứ ba, dùng thời gian nhìn người. Tục ngữ có câu, thức lâu mới biết đêm dài, chơi lâu mới biết là người cố nhân. Thông thường, con người dù có che giấu tính cách của mình thế nào, rồi cuối cùng cũng sẽ lộ ra mặt thật. Dùng thời gian thường rất dễ nhận ra mấy loại người dưới đây. Người không thành khẩn vì anh ta không thành thực, do vậy lúc đầu rất nhiệt tình, sau đó lại thờ ơ. Lúc đầu thân thiện, sau lại xa lạ. Người nói dối lâu, sau đó sẽ lộ ra kẽ hở từ đầu đến cuối. Người nói lời không đi đôi với hành động, loại người này nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.